Ta sẽ cho hai người tắm thỏa thích. Lão độc ác, người ác như vậy, mai mốt người sẽ bị súng răng cho coi. Cứ nguyền rủa đi những đứa trẻ ngỗ nghịch. Ta không phải là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Hình như là tiếng của thằng đốm. Năng lượng của nó đang yếu dần. Có lẽ nó đang sắp kiệt sức rồi. Phải nhanh lên mới được. Ở gần đây thôi. Sao chúng ta dám bồi câu cái gì trời? Giờ này không có vui chút nào đó ơi. Bạn mau nghĩ cách đi. Nè lão độc ác kia, lão đang làm gì hai đứa tay vậy? Ta đâu có làm gì các ngươi đâu, chỉ là lấy các ngươi làm mồi nhử cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, đúng. Biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì, mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Người định làm gì ta, kẻ độc ác kia? Anh không nhận ra em sao, anh hai? Anh hai, em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ, là em đây. Em nhớ nhà lắm anh hai. Là sao? Mình không hiểu gì hết á. Tại sao chú lại ác với bọn trẻ như vậy hả? Ngày xưa cũng vì em ngỗ nghịch bỏ nhà đi mà thất lạc gia đình. Em bị kẻ xấu đày đọa, cực khổ lắm. Người ta nói làm người dù khó khăn như thế nào cũng không được trở thành kẻ xấu mà. Sao chú lại xấu như vậy chứ? Ta không có ý hại các cháu, mà chỉ muốn cho các cháu biết một đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi sẽ phải sống khổ cực như thế nào mà thôi. Con biết lỗi rồi ạ. Không có nơi nào tốt bằng nhà của mình đâu con à. Con hứa từ nay về sau sẽ không dám bỏ nhà đi nữa. Còn con sẽ học thật giỏi. Dạ không ạ. Dạ không. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì bây giờ có ai còn muốn ở đây câu cá sấu với ta nữa hay không?